Chào các bạn, mình là Ninh Tó. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết của nét sổ nhé. Số kim này, khỏe nhỉ. Là các bạn cần chú ý cho mình đầu và đuôi này. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu tên gọi của nó là nét sổ kim. Cái thứ hai là cách dùng. Nó sẽ là nét sổ nó là nét sổ này. Và cái thứ hai nó sẽ là nét được viết cuối trong một chữ Hán đấy. Là nét được viết cuối. Đấy, được viết cuối nhé. Nó sẽ là nét được viết cuối trong cái chữ Hán đấy. Mình ví dụ như là cái chữ Trung. Chữ Trung bộ khẩu như thế này nhé. Đó, thì chúng ta sẽ được viết, đó là một nét sổ được viết kéo thẳng xuống phía dưới như thế này. Và các bạn có thể quan sát được đó là đậm ở phần đầu, và càng kéo thẳng xuống phía dưới thì nó sẽ càng nhọn lại nhá. Đấy, và nhọn giống như là giống như cái kim ấy. Đấy, thì gọi là nét sổ, sổ kim mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tìm tới phần cách viết của nét sổ này. Bản chất của nét sổ này nó là một đường thẳng kéo thẳng từ trên xuống dưới, dọc thẳng xuống, dọc thẳng xuống nhá. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ tìm hiểu ở đây. Mình sẽ viết một nét chấm ngắn này. Điểm khởi bút của nó là một nét chấm ngắn nhá. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào phần đuôi và các bạn kéo thẳng, thẳng từ trên thẳng xuống dưới theo đường kẻ thẳng như thế này. Chấm ngắn này, nhấn, kéo thẳng xuống phía dưới như thế này. Thì muốn viết được ra đầu như này nhá, thì các bạn cần phải thao tác một chút, đó là thao tác hồi phong nhá. Mình sẽ giải thích hồi phong như thế này này. Là một, chúng ta kéo thẳng từ trên xuống dưới điểm khởi bút này, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần đuôi và hơi đồ lại một chút và chuyển sang một hướng khác. Rồi chúng ta viết nét sổ, chúng ta sẽ kéo thẳng xuống phía dưới, hoặc chúng ta viết nét phẩy, nhấn hồi phong và chúng ta chuyển sang một hướng là hướng sang phía bên tay trái, xuống dưới trái. Còn sổ thì chúng ta sẽ kéo thẳng xuống phía dưới. Đây gọi là thao tác hồi phong. Và thao tác hồi phong này nhằm mục đích đó là tạo điểm nhấn. Đấy, tạo điểm nhấn. Và cái thứ hai đó sẽ là giúp cho các bạn có được cái lực tay để đồng đều hơn. Tức là khi mà chúng ta kéo xuống nó sẽ không bị lệch nét nhé. Các bạn chú ý cho mình, chúng ta sẽ không kéo quẹt quẹt như này. Kéo thẳng xuống dưới này nó sẽ chỉ có một đường thẳng thôi, chứ nó không có thanh đậm gì cả. Mà các bạn biết rồi, nét của chữ Hán nó là đơn vị nhỏ nhất để có tạo nên chữ Hán. Thì muốn chữ Hán đẹp mà có hồn thì đường nét của mình nó phải có tạo ra thanh đậm nhắn nhả đã nhá. Đây mình sẽ làm mẫu lại cho bạn xem này. Ta viết một nét chấm ngắn. Chúng ta nhìn thấy một đường thẳng thấy không? Đọc theo thứ giấy này nhá. Chấm ngắn này, điểm khởi bút này nó chính là nét chấm ngắn này nhá. Nếu như chúng ta viết nó dài như thế này thì đầu nó sẽ bị dài quá. Thay vào đó chúng ta viết một nét chấm ngắn thôi. Nhấn và hơi đồ lại một tí và kéo thẳng xuống phía dưới như này. Theo dọc theo đường thẳng này. Và nhả bút dần, nhả lực bút dần xuống phía đuôi này để sao cho nó nhọn lại nhá. Đây, gợi cho một cái ô như thế này. Thì các bạn phải kéo cái nét sổ kim này, hay còn gọi là sổ dài nhá. Sổ kim để phân biệt với nét sổ gọn thì chúng ta sẽ hiểu đó là nét được viết dài xuống, thẳng xuống phía dưới như này. Thẳng theo đường kẻ thẳng, dọc theo thứ giấy này. Đó, các bạn viết một nét chấm, nhấn hơi hồi phong lại và kéo thẳng xuống phía dưới nhé nhá. Cứ đổ theo đường thẳng này các bạn viết dọc xuống dưới và làm sao nhọn nhọn hoắt giống như cây kim này là được nhá. Đến đây này, kéo này, đây nhá, sổ nhá. Đến đây giảm được bút và bắt đầu vuốt nhẹ xuống như này. Đấy, thì sao cho nó nhọn xuống phía dưới là được nhá. Ok, và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học nét sổ gọn. Sổ gọn mình sẽ viết như thế này. Đầu tiên là nó sẽ được viết ngắn.